Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Hoa sẽ chia sẻ cho các bạn về một chủ đề, đó chính là những cái thực phẩm nên ăn và những cái thực phẩm nên kiêng trong cái quá trình mà điều trị nám da. Trong cái quá trình mà điều trị nám da á, thì là ngoài cái việc chăm sóc da hàng ngày ra thì cái việc chúng ta ăn uống nó cũng rất là quan trọng đến cái việc mà chúng ta điều trị nám da. Những cái thực phẩm mà chúng ta nên kiêng, ví dụ như là thịt bò, bởi vì thịt bò mặc dù rất là tốt cho cơ thể, có thể nói là cung cấp rất là nhiều năng lượng, giúp cho cơ thể của chúng ta căng tràn sức sống. Tuy nhiên thì đối với những người bị nám da thì nó sẽ làm cho vết nám bị xơ cứng đấy, và những cái vết thương rất là lâu lành đấy. Và đồng thời nếu mà rất là nhiều người mà có thể là rất là dễ bị tăng sắc tố nhé. Rất là làn da rất là dễ bị tăng sắc tố. Đồ ăn mà chúng ta cần phải kiêng tiếp theo đó chính là những cái đồ ăn tanh, ví dụ như là tôm, cua, hải sản. Đấy. Mặc dù những cái sản phẩm này thì nó cũng là rất là tốt cho cơ thể. Tuy nhiên thì đối với những cái người mà bị nám da thì cũng rất là dễ kích ứng, và như vậy thì cái quá trình mà điều trị nám da thì nó rất là khó cũng như là rất là lâu. Đấy. Thực phẩm tiếp theo đó chính là chúng ta nên kiêng ăn trứng gà, trứng vịt. Bởi vì khi mà chúng ta ăn trứng gà, trứng vịt ý, thì sẽ làm cho những cái vết thương nó sẽ có những cái màu trắng hơn so với những cái màu da ở xung quanh. Như vậy thì cái làn da của chúng ta sẽ có cái hiện tượng là bị loang lổ, tức là chỗ trắng, chỗ đen trông rất là mất thẩm mỹ, được chưa nào? Đấy, thì đó là những cái thực phẩm mà chúng ta nên kiêng: trứng gà, trứng vịt, đồ ăn tanh. Đấy, đồ ăn tanh cũng như là thịt bò nhá. Những cái thực phẩm mà chúng ta nên ăn cũng như là rất là tốt cho những cái người bị nám da cũng như là trong cái quá trình mà chúng ta điều trị nám da thì chúng ta nên ăn ví dụ như là chanh tươi, bởi vì trong chanh tươi thì có chứa rất là nhiều các vitamin C. Đấy, thì chúng ta có thể là chúng ta uống nước chanh này. Đấy, chúng ta cũng có thể là ăn chanh này, bởi vì vitamin C thì là một trong những cái chất mà giúp chống oxy hóa, giúp chống lão hóa da nhé, rất là tốt cho cơ thể. Đấy. Cái thực phẩm tiếp theo đó chính là cái nước ép cà chua. Trong cà chua thì cũng có chứa rất là nhiều các cái loại vitamin A, nó cũng sẽ làm cải thiện sắc tố da, nó sẽ cải thiện sắc tố da cho chúng ta. Đấy, cũng như là giàu những cái chất chống oxy hóa. Cái thực phẩm tiếp theo đó chính là dưa chuột. Dưa chuột thì chúng ta có thể là chúng ta đắp mặt, chúng ta cũng có thể là chúng ta ăn hàng ngày. Chúng ta cũng có thể ăn hàng ngày. Đồ ăn tiếp theo đó chính là như là mộc nhĩ, táo đỏ. Thì chúng ta hoàn toàn ăn những cái thực phẩm này thì nó sẽ giúp là vừa chống oxy hóa này, chống lão hóa da và cải thiện cái sắc tố da cho chúng ta. Và đặc biệt đối với những người nám da ấy, thì chúng ta nên uống nhiều nước, và chúng ta đặc biệt là chúng ta ăn nhiều hoa quả như Hoa vừa chia sẻ, chanh này, hay là chúng ta ăn táo này, ăn dưa chuột nhé. Đấy. Và chúng ta hạn chế thức khuya, chúng ta hạn chế thức khuya. Đấy, thì vừa rồi Hoa có chia sẻ cho các bạn những cái thực phẩm nên ăn cũng như những cái thực phẩm nên kiêng trong cái quá trình mà chúng ta điều trị nám da. Hy vọng rằng những cái kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn cũng như là cải thiện cái làn da cho chị em phụ nữ. Đấy, các bạn thấy video này hay thì các bạn nhớ like, đăng ký, cũng như là các bạn có thể là bình luận, để làm sao mà Hoa sẽ có nhiều những cái động lực Hoa chia sẻ những cái video hữu ích hơn để cải thiện làn da cho các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn cần hỗ trợ gì thêm thì các bạn cũng có thể là inbox trực tiếp qua Zalo 0909 537 868, hoặc các bạn cũng có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại 0971035 507 để Hoa giải đáp những cái vấn đề liên quan đến chăm sóc da, điều trị nám, điều trị mụn cho các bạn nhé. Xin chào.